anh lương số em mới được. Cây thoải được. Cây mình có cái lồng á, nó thấy được cái cây thoải được. Sao đi phải lương số. Thank you.
Đúng rồi, cảm ơn. Hả? Tôi thấy rồi. Bắt tả cho anh rồi. Kéo cày rồi, chết rồi. Là sao? Bắt tả cho anh rồi. Cảm gì cực quen mẹ anh rồi. Vậy là sao? Quen mẹ anh rồi. Thế? Anh đi. Anh vô. Ăn thế đi anh, chả vàng thôi giống gì đâu. Lâu cũng còn hay thế anh cậu. Lâu cũng còn hay như thế. Ở nhà có cây thế trái to lắm. Nhà anh có cây sung không? Có sung luôn. Đấy, bữa nào hái cho em xin mấy trái thật mà. Cũng ở quê thôi. Ở quê. Đây, chữ bao tử anh nhờ em đi đâu bao tử này. Một thêm luôn. Đồng quá chịu đổi nổi. Em để mỗi lần mà anh đánh thua mà anh cam chịu nha. Cam chịu à? Cơ nó cũng khỏe nhưng mà nó khỏe quấn tặng luôn. Cơ mình đừng khỏe phải cơ mình còn ngon. Trời đất ơi, em ăn thông quân ở đây cũng như chưa lộn nè. Em ăn thông quân ở đây cũng như chưa lộn nè. Giang mới hiểu được mình đây. Em quay nó chết quân một đông, một quân đông mà em ăn quýnh chưa lũng mà anh nói đó, phải quân. Cái gì em biết hết trời. Mày rồi biết chứ là sao tự nhiên biết được mình la. Mày rồi chứ đi. Bây giờ mới biết hả? À. Ăn xong nó là cay đây rồi, muốn nó đẻ quần ra. Thấy quân trong mặt anh cam chịu mà tốt.
vô chỗ nhà cái ghế, cái chai ghế nó to bằng cái mình này luôn nè anh Công. Cầm một tay cầm cũng được luôn, to vậy luôn á. Má thì sao mày xin trắng đi anh, mà không xin trắng nữa ngoài ngoài quê luôn mà không. Nó to mà muốn làm cho vậy nè. Nó ở trong cái chỗ kẹt đó, cái chuối á, cái kẹt nó nằm trong đó mình không biết. Nếu mình lấy ra cái thấy trái to. Nó dài như vậy nè anh, to luôn, trừng tả lắm. Nó mọt như cái trái này luôn nè. Cái này hả? Mọt như cái thế này. Ngọt cái kia chứ cái này đâu có ngọt. Đó, nó ngọt như thế này nè, biết rồi. Cầm cái vàng nó ăn kìa, má mọc không vàng ngọc trang cho mình lấy thanh lè. Mình ăn kìa, mình ngọt lắm anh. Cầm đầu chắc vui thôi. Mình cầm mấy cái trái kia nó tự nhiên mình ngọt. Ăn đá rồi, ăn nó có cái muối ngọt ngọt rồi. Muối ngọt
vô mới bắt đầu tội. Em chơi mấy tháng nữa. Anh tính võ công gì lum la nè, anh bữa vô cái bữa lại anh xong luôn. Ủa cái gì vậy? Lại bữa la chơi rồi. Mình dẫn người bày rùa luôn, dẫn người bày rùa luôn, đưa anh em dòng họ rùa ra. Nguyên một cái rổ rùa. Cảm thấy diễn cái hậu cái cảnh quen một người hết ta. Hai bái chữ, anh đang thắng tế là hai con luôn. Tự nhiên chết lại xe tôi luôn. Tự nhiên cầm xe ăn có đường mà mình phải đang là hai con luôn nha. Tự nhiên chết lại xe thành cái đồng quân và yếu thế tôi luôn. Trời ơi, nguyên đổ luôn. Cơ thành quả chơi ngon mà tự nhiên cả đó nó chậm ra chạy về là thắng rồi. Ờ đi cũng sẽ một thắng. Ai mất gì là đặng chỗ đòn không thể cương thôi. Không chạy xe gì là thắng rồi. Đi thổi xe một cái bên là đời gì nữa. Sao đỡ được anh? Nói xe một tối thì bắt hai con anh đi đâu? Thổi xe một đây, thổi về bắt hai con. Cái gì? Thổi xe một đó, thổi tuần đây, nó có gì về bắt hai con? Có một cái khoản cũ, cái trần nhỏ mua á. Thổi một đó, đi thôi cho được. Đúng rồi, chính xác. Bắt đầu nó bỏ xuống. Nó bỏ xuống này, cửa nó bình luôn. Bắt đầu mà nó chi camera, nó bảo chi camera đến là một cửa. Nó bị chương trình, nó đang làm chương trình á. Qua cái nhà bên cạnh cái đi ra đến tối ngày tốt qua ngày sáng thì anh đi chơi cái vụ gì công an thằng nó đi rồi chết rồi. Nhưng mà người có thể nghĩ lắm anh ơi.
giờ này em hết rùa được rồi em. Chết con ấy đầu rùa. Ủa? Trời ơi, quên. Cái gì vậy? Này nó phải lên tướng. Lớn hơn rùa rồi, sao chị nói. Rồi bờ dây đó. Chốt mà thua luôn trời. Trời trời. Chán chán mày sủi bẻ ơi. Thank you.
Thank you.
cái gì bên ấy á, mỗi người mỗi người nó đỡ thôi, những người cơ năng nó hư hết rồi.
định pháp luật đó là 60 tháng lương.
còn đâu đâu vừa sự việc. Anh mới vô đây à, thì nó chạy qua đầu ra. Chó mới lết vô hù nó cái hồi giật mình chạy qua đầu ra. Nó làm gì đâu, chích xuống nó có giữa, thì giữa là tu rồi. Thằng Văn Tên đi lịch sự ha. Quá hay, quá hay. Thằng Văn Tên đi lịch sự này ha. Hay quá, cảm ơn. Lâu lâu nó khen hay cả chứ. Chích xuống cái giữa là ngẩn thua rồi. Chậm mới lết chốc vô, chưa làm gì hết, mới hù cái chậm cho nó chạy ra đây. Năm bước đi giữa đâu có đỡ được. Có lết chốc vô mình lộn chiếu luôn. Đúng không, đúng không, mình làm chết luôn. Mới hầu cái chạy mất. Sao dám ăn má? Chết bạn dâu với cháu trời. Cái gì chạy chỗ nào? Chết bạn dâu. Ăn dâu. Ăn dâu vậy? Ăn xe mà bắt cháu vợ dâu. Ăn xe về cái gì? Ăn xe về đi dâu. Ăn dâu. Mà chích một đây thì ăn thiếu bạn làm gì cũng không biết ăn quan xe ăn chuột không đâu. Đậu xe đi đâu? Đậu xe. Xe lẩu luôn á. Đậu xe cũng được. Xe lẩu đó. Chỗ công. Ủa có làm gì ta đậu? Đúng xe đậu đi đâu mà làm làm vậy? Ủa tháo bằng làm đậu. Đây. Ta ăn xe xuống rồi pháo ăn qua. Ăn qua bấy sao mà ăn qua gì điên quá. Sao ăn qua được. Ta ăn qua đây còn cho ngó thêm không để là xỉu luôn. Cái này thôi.
đập cúng đập cúng rồi đó. Vòng vòng những gì mà gặp xíu mà ngẫm làm khó khăn đó nè. Em không khó khăn tình xíu có gì đâu trời. Gặp em là cảm giác cay rồi á, tình cái là đủ.
nhưng mà giảm lực của anh đi em bính đồ giảm lực nè giảm lực nữa bạn chút nữa lấy xe năng máu luôn mà muốn nữa vậy hai xe cũng thắng mình không đây tao làm chỉ tượng mà bạn nói vậy không đúng không hai xe thắng như vậy thôi cho ăn cái kè luôn chi về đi mất mới gì quýnh chi vô cực vậy bạn nằm dưới chứ quýnh gì đỡ được anh này tháo nằm dưới chứ ủa gì đi cái bản mình đâu mà ủa em đưa đưa cái cỏ xuống cái gì vậy tháo nằm dưới nó ngủ được ủa à. Gót qua con chẳng khó đi tao bay mà lên ngừa ăn ăn về em trồng lại con bay có thị nữa mất công luôn quá có đạm cho mày ăn 100 nói với em năm tầm kiếm xe mạ mới lời đi hoa 100 em mà hoa được cho ăn 100 à. Đó mới là thị xe có hai phạo xe xe mạ chỗ dạ tôi đúng rồi bày đó nè em đó